Mới đây tại Hà Nội, Câu lạc bộ Nhà khoa học và công nghệ Việt Nam đã công bố kết quả cuộc bình chọn 10 sự kiện khoa học và công nghệ nổi bật năm 2020 thuộc các lĩnh vực cơ chế chính sách, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, nghiên cứu ứng dụng, hợp tác quốc tế, tôn vinh nhà khoa học. 10 sự kiện khoa học công nghệ nổi bật năm 2020 là kết quả bình chọn của hơn 60 nhà báo theo dõi lĩnh vực khoa học công nghệ thuộc 25 cơ quan truyền thông đại chúng của Trung ương, địa phương và sự thẩm định, đánh giá của các nhà quản lý, các nhà khoa học uy tín. Đây là năm thứ 15 sự kiện bình chọn này được tổ chức. Tại lễ công bố, đại diện Bộ Khoa học Công nghệ và Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam đã trao chứng nhận cho đại diện các tổ chức, cá nhân nhà khoa học của 10 sự kiện khoa học công nghệ nổi bật năm 2020 như sau. 1. Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình chuyển đổi số quốc gia. 2. Những nghiên cứu thành công về virus SARS-CoV-2. 3. Xây dựng thành công công nghệ điều khiển bay và thu hồi khí cầu tầng bình lưu. 4. Bàn giao bản thảo Bộ Quốc sử Việt Nam. 5. Viettel thực hiện cuộc gọi 5G đầu tiên. 6. Ứng dụng Bluezone được triển khai rộng rãi. 7. Hoàn thành kè bảo vệ Hồ Hoàn Kiếm, công nghệ bê tông cốt phi kim thành mỏng, khối rỗng liên kết mô đun. 8. Các nhà khoa học Việt Nam tham gia một thí nghiệm được công bố trên Nature. 9. Phẫu thuật tách rời thành công cặp song sinh dính liền vùng chậu. 10. Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Văn Mạnh nhận giải thưởng sáng tạo châu Á năm 2020.